thật sự là bất ngờ khi mà người mà đăng ký với chương trình Cưới Đi Chờ Chi lại là một người con gái. Và đặc biệt hơn là cô ấy lại muốn dành món quà này, bất ngờ này, đến một người chồng tương lai của cô, bởi vì họ đã từng cầu hôn với nhau rồi. Và cái câu chuyện sẽ như thế nào thì ngày hôm nay chúng ta cũng sẽ bắt đầu cuộc trò chuyện nha. Có một bất ngờ như thế này, đa phần những người đăng ký cho chương trình này đều là các bạn nam, bởi vì họ tìm tới chúng tôi với một cái mong ước mãnh liệt, đó là cầu hôn người mình yêu. Còn đằng này là có một người con gái chủ động đăng ký tham gia chương trình. Có thể cho biết được lý do không? Anh tiết lộ thì em thấy hơi bất ngờ, tại vì em nghĩ là ai cũng có thể đăng ký thôi. Theo em là trong tình yêu thì không chỉ là người nam mới chủ động. Thì khi mà em yêu anh Tùng thì em lúc đó em luôn là người đón nhận những cái niềm vui bất ngờ. Cho nên là hôm nay cũng nhân chương trình này em muốn gửi một thông điệp là phụ nữ chúng ta thì cũng có thể là chủ động để làm những điều bất ngờ cho người mà mình yêu thương ạ. Vậy thì nhiệm vụ của chúng ta ngày hôm nay là trước khi thực hiện một cái món quà bất ngờ dành cho Tùng thì chúng ta có tự nhìn nhận lại những cái khuyết điểm của mình. Theo bạn thì bạn có một hạn chế đó là gì? Do dự. Chưa có thật sự lắng nghe. Kiểu như em hay dành phần đúng hơn. Con gái là vậy mà, phụ nữ luôn đúng. Không thể nào đàn ông đúng được. Tức là nhiều khi em cũng thấy mình sai, nhưng mà em vẫn muốn trong cái cuộc tranh luận đó mình là người đúng. Sau đó là tính sao. Nhưng mà sau mỗi lần các bạn làm quà với nhau bằng cách nào? Ai là người xin lỗi? Anh Tùng thì có cái hay là chắc là anh đánh giá mức độ giận hay sao á. Có những lúc thì giận thì anh làm lành liền, còn có những lúc giận anh cho giận một ngày luôn. Rồi sang hôm sau mới gọi điện nhắn tin các kiểu. Bây giờ tôi nghĩ rằng là chúng ta trao đổi như vậy cũng đã quá hiểu được tình cảm các bạn dành cho nhau nó đã đủ đầy như thế nào. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau lên kế hoạch. Ơi lãng mạn quá, tôi muốn chết á. Tới đâu rồi chị? Người ta dễ thương lắm, lên gặp người ta đi liền kìa. Trời ơi, đẹp trai. Rất là dễ thương. Chào các bạn. Chào bạn rất luôn. Cảm ơn các bạn đã tham gia chương trình của chúng tôi Yêu Là Cưới phiên bản đặc biệt là Cưới Đi Chờ Chi. Thì bây giờ chúng ta cũng phải cho khán giả biết các bạn là ai và công việc hiện tại các bạn là gì nào. Em là Bùi Xuân Tùng, là nhân viên của ngân hàng Vietcombank chi nhánh Kỳ Đồng. Thì em 28 tuổi. Rồi. Còn em? Dạ em là Cẩm Tú, em cũng làm nhân viên ngân hàng SHB. Em 27 tuổi ạ. Có nghĩa là hai bạn đối thủ. Ngân hàng là đối thủ rồi đó. Có không con? Khác ngân hàng. Nhưng mà trong quá trình làm việc thì nó có kiểu chính sách của bên em được như vậy, chính sách bên anh được bằng không, kiểu so sánh với nhau này nọ. Có so sánh. Rồi vui vui thôi hay là có khi nào nó bị mâu thuẫn từ công việc không? Dạ thì cũng không, chỉ có chia sẻ trong công việc thôi ạ. Như là bận thì cũng hiểu là đối phương phải làm công việc như vậy, như vậy đúng không? Dạ đúng rồi. Vậy cái cơ duyên nào để hai bạn gặp gỡ nhau? Tụi em là biết nhau lâu rồi, biết nhau từ năm 2014. Nếu mà gặp lần đầu á, thì là do là tụi em cùng làm chung ngân hàng. Là anh Tùng là vô trước, thì em vô sau. Lúc đó là đồng nghiệp luôn. Đầu tiên là đồng nghiệp, sau này anh mới chuyển qua ngân hàng khác thôi. Rồi gặp nhau, ấn tượng đầu tiên của hai em về nhau như thế nào? Lúc đấy thì chưa có để ý nhiều. Sau này mới thấy bạn Tú này có giọng nói dễ thương. Đặc biệt thích giọng nói miền Tây. Hay bị ấn tượng. Rồi thích ai mà tóc dài đẹp. Tóc Tú rất là đẹp, tóc đen lắc, đẹp. Lắc cái đầu cái gì? Tự nhiên. Bỏ qua đầu này đi rồi sao nữa em? Thì gặp thì em thấy ảnh rất là tốt, mà mỗi lần gọi là đều xử lý hết. Tại vì á, máy mà hư hay gì á, máy in hư thì em cũng gọi ảnh, làm gì không được cũng gọi ảnh. Chàng trai này cảm giác như là chàng trai biết tuốt. Diễn làm. Nhưng mà lúc đó em tốt với tất cả mọi người hay là em có đặc biệt tốt hơn với Tú không? Tại lúc đấy em chắc cũng mới vào thôi, thời gian làm chưa có nhiều thì cũng muốn là mình tốt với tất cả mọi người. Muốn đang thể hiện đúng không? Đó là cái mà em lâu mới bắt đầu để ý ảnh đó, tại vì em... Cho nên là ai cũng tốt hết chứ mình chưa có gì đặc biệt đúng không? Dạ. Ai là người chủ động tỏ tình? Em là người chủ động tỏ tình trước. khi mà chuyển ngân hàng khác thì mới nghĩ là tỏ tình luôn. Sợ mất đúng không? Đúng rồi, cũng có hơi lo lắng. Tỏ tình cái được liền không? Không, tỏ tình thất bại. Tỏ tình thất bại. Ồ, sao vậy? Lần một em nghĩ lúc đấy chắc còn mình hơi trẻ con ấy. Là cụ thể thì sao? Đàm rất là lãng mạn, tức là trẻ con mà lãng mạn hơi lớn. Lãng mạn là của trẻ con. Theo cách trẻ con. Rồi sao? Là đi xem phim, xong rồi đi ăn xong rồi đi cà phê. Đủ bài rồi, bước 1, bước 2, bước 3 đúng không? Cái bước cuối cùng. Bước cuối là tặng hoa tỏ tình luôn. Ừ, cái bạn nói không. Bạn ấy kêu lời lẹp về suy nghĩ. Nhưng sau đó sau một tuần suy nghĩ thì kêu là không đồng ý. Trời ơi, trái tim mất một tuần để suy nghĩ. Em thì em muốn là để dành ảnh là một người bạn thân thôi. Tại vì ảnh tốt quá mà. Người tốt là nên để thân, hiểu không? Giống tôi với bạn á. Không, bạn có nghĩa là người xấu nên tôi tránh xa. Không có liên quan. Okay. Thật sự trong lòng em lúc đó Tùng chưa phải là mẫu người lý tưởng của em. Hình mẫu của em á là một bạn phải lớn hơn em nhiều tuổi. Tại vì em cảm giác là lớn hơn nhiều tuổi á, thì bạn ấy mới chăm sóc và che chở cho mình tốt đó. Tại vì coi mấy bộ phim Hàn rồi coi mấy bộ phim lãng mạn á thì thường thấy mô típ vậy á. Đâu tôi thấy bây giờ phim Hàn là chị em nhiều chị đẹp mua cơm cho em ăn. Cái bộ phim 1 tháng 1 mơ á, cái anh mà già yêu cái cô bé. Thích vậy hả? Em ngược cái chị á. Rồi có thích một cái người đàn ông mà đa tài, giỏi giang với những cái tài lẻ, hơi lạnh lùng tí rồi biết hát. Bên này có lạnh lùng không? Có tạo nét không? Lúc đó thì ảnh này nhiệt tình lắm cho nên là thấy sai bài rồi. Biết hát không? Hát dở. Bây giờ là cua được rồi nhưng mà đã biết hát chưa? Chưa luôn. Sao là Sơn Tùng được vậy? Sơn Tùng ta hát hay lắm à. Rồi. Cái cột mốc nào để cho tự nhiên bạn phải thay đổi như vậy không? Lần đó thì em đi khám bệnh thôi, bác sĩ bảo là bị nhân giáp gì đó. Em nghe xong em sợ lắm. Một cái khối u, một cái cục nhân xơ ở trong tuyến giáp đúng không? Kêu là phải mổ thì em sợ. Lúc đó em sợ lắm, em sợ là chết gì đó không chừng. Sợ lắm rồi cái điện anh này ra tâm sự thôi. Từ lúc mà em không đồng ý mà anh vẫn cứ quan tâm á. Nói chung là nhiều cái nó tác động, xong rồi em dần dần mới nhận ra là cái anh này tốt vậy, sao mà mình không quen, sao mà mình không tìm hiểu. Xong rồi từ đó mà mới cứ để ý nhiều hơn. Rồi bật đèn xanh, em bắt đầu chủ động nhắn tin. Xong rồi thêm mẹ tác động nữa. Mẹ thì lại cứ thích anh này. À vậy hả? Dạ. Mẹ Tú đã nói cái gì để cho bạn cảm thấy tự tin hơn nữa không? Có điện thoại riêng cho em. Mới nói là dạo này con với Tú có hay đi chơi, đi gặp nhau, đi cà phê không? Trời ơi, hào hứng quá. Thì em có nói là dạ dạo này con với Tú cũng ít gặp. Thì mẹ Tú có nói là thôi đừng có bỏ Tú, lâu lâu rủ nó đi cà phê. Thôi đừng bỏ Tú. Nói còn đó. Mẹ làm giống như là con gái ế tới nơi rồi. Nhưng mà có lý. Tại vì thiệt ra là bạn này rất là khó tính. Vậy tại vì tôi ế tới giờ là mẹ tôi chưa nói câu đó với người ta. Đúng không bạn? Rồi sau đó em thấy bạn bật đèn xanh với em rồi. Thì ai là người tỏ tình? Sau khi mà thấy bạn này bắt đầu bật tín hiệu rồi, chủ động nhắn tin rồi, thì em cũng chưa chủ động nhắn tin lại đâu. Cũng để lại em. Để lâu mới trả lời. Cuộc đời này mệt quá. Vòng vòng. Lúc đó là biết cách thức rồi, bắt được tín hiệu rồi. Bắt đầu lúc đấy mới nghĩ là giờ này mà tỏ tình chắc chắn là đổ là ăn thôi chứ không có thất bại được. Em làm sao? Thì là em chở bạn ấy đi sinh nhật bạn ở dưới Bình Dương. Chở nhưng mà không có đi vào chung. Chở tới là mình đứng ngoài đợi. Mình đứng ngoài đợi thôi. Sau khi trở về thì đi bộ xung quanh quận Nhất thôi. Xong rồi sẵn tỏ tình luôn. Tỏ tình thì là thực ra là nắm tay thôi. Xong rồi là nói luôn. Chịu nắm tay là chắc chắn làm ý rồi. Mà cái nắm tay đó như có điện á. Tôi nhớ là rung lắm. Chắc là Lan Trinh chưa biết đâu. Tại vì cặp đôi này á đã được hưởng hơn tới 16.000 view, cũng như là rất là nhiều các lượt chia sẻ ở trên YouTube. Bởi vì chàng trai đã có một hành động vô cùng lãng mạn. Kỷ niệm đó làm sao? Thì hôm đấy là những ngày cuối cùng mà anh Tùng chuẩn bị xuất ngũ á. Em nhớ là 19 tháng 1, 2019. Em cũng vô thăm như mọi khi là cuối tuần. Thăm được nửa chừng thì anh gọi em ra, nhưng mà em cũng chưa biết là chuyện gì. Xong rồi ra cái mấy anh lính bộ đội múa mai hát bài Anh Là Của Em. Em thì không biết sao mà lúc mà anh kêu ra mà thấy múa là em bị đơ luôn. Em đứng người luôn. xong rồi về thì nhớ lại thì mới thấy rộn ràng vui lắm. Cảm xúc là từ từ. Nhưng mà tôi có một cái câu hỏi rất là thú vị dành cho bạn là bạn làm sao bạn xúi được mấy người bạn của mình để thực hiện cái màn flash mob dễ thương như vậy? Thì trong quá trình công tác của em ở trong quân ngũ thì em cũng hay chia sẻ về tình yêu của mình. Khi mà xuất ngũ thì có chuẩn bị kế hoạch là cầu hôn. Thì mấy đồng chí đồng đội trong đó có đưa ra ý tưởng là hay là làm ở trong này luôn. Một câu nói đùa thôi, nhưng mà em nghĩ tại sao mình không thực hiện thật luôn. Thì có nhờ mấy bạn đấy, có một người biết biên đạo, tập trong vòng chắc hơn một tuần thôi. Cũng là gọi là hơn một tuần chứ bộ, phải giỡn đâu. Thì chỉ có tối đi ngủ là mới rảnh tập luyện đúng không? Thường tập buổi tối. Có mấy anh sĩ quan cũng có nghe, nhưng mà cũng ủng hộ. À, là không có ai gây khó dễ gì hết. Đúng ạ. Khi mà bạn đi nhập ngũ á, là cái thời gian là gần 2 năm bạn phải tập luyện ở thao trường cũng như là ở đơn vị. Thì cái tình cảm của hai bạn nó phát triển như thế nào? Có gặp khó khăn bất kỳ gì không? Lúc đầu lúc mà em đi thì có cảm giác là khó khăn trong việc là xa cách nhau. Chỉ có đến cuối tuần mới được gặp nhau thôi. Thấy là rất là thương Tú. Tại vì là không có điều kiện ở bên chăm sóc như là dẫn đi chơi, đi ăn, đi uống. Lúc mà gặp ảnh xong cái tới giờ phải ra về á, thì đó là cái lúc mà em sợ nhất á. Tại vì quyến luyến quá, bệnh rịnh không muốn đi. Xong rồi khi mà mình đi á, mà nếu mà lần nào mà đi một mình á thì nó lại càng tủi thân. Tức là lại càng thương ảnh, cho nên khóc là khóc trên đường thôi. Khóc trên đường. Còn người ở lại thì sao? Tiễn bạn gái thì em cũng nhiều lúc cũng rưng rưng, nhưng mà có khóc không? Có khóc trong lúc buổi tối. Bạn đồng đội có biết không? Không biết. Đó còn mình không? Trời ơi. Rồi có kể lại cho Tú nghe không? Không kể, chưa kể luôn. Cũng chưa kể. Chưa kể hôm nay anh khóc đó, 3 giọt nước mắt. Thực ra tôi nghĩ là cái biến cố lớn nhất của cái tình cảm của hai bạn là đi nghĩa vụ. Rồi các bạn trao đổi với nhau bằng cách nào? Có viết thư hay nhắn tin hay có bất kỳ một cái kỷ vật nào để gọi là trao đổi với nhau không? Tụi em quyết định là viết nhật ký để ghi lại cảm xúc của mình. Rồi đến một thời điểm nào đó là cho đối phương đọc được. Trời ơi, thương quá à. Có câu nào là em nhớ hoài không? Anh thì ảnh viết đều lắm. Ảnh viết đều. Đúng là người này lãng mạn ha. Cứ bảo là thương em, rồi ảnh cứ kêu là mong nào đến cái ngày xuất ngũ để ra rồi chúng mình cùng nhau xây dựng câu chuyện tình yêu của mình. Trời, vậy lúc cái ngày xuất ngũ đó cộng thêm cái bài flash mob đó là hạnh phúc lắm ha. Cảm xúc rất là bùng nổ. Rồi lúc đó có thông báo gì cho gia đình là cái chuyện này nó đã xảy ra, nó đã diễn ra chưa? Cầu hôn có hỏi trước ý kiến gia đình không? Không, không hỏi, tự làm luôn. Rồi là ba mẹ coi clip trước rồi mới biết không? Ba mẹ coi clip trước rồi có bất ngờ không? Rồi nói sao? Thì ba mẹ nói rất là hay. Nhảy không có đẹp lắm nhưng mà dễ thương. Dạ, không có la hả? Dạ không la. Có ai cản nói là còn sớm quá không? Dạ không. Dạ không, giống như là tới thời điểm rồi ai cũng nghĩ tới cái việc là rồi. Okay. Chắc là về chung một nhà thôi. Đây là đã được là gia đình hai bên là ủng hộ, là lúc nào cũng đã có rất là nhiều các cánh tay là phụ giúp rồi. Bạn gái của em là quá dễ thương rồi, quá nghe lời em luôn rồi. Bạn có muốn còn cái điểm gì mà chưa hài lòng của bạn gái nữa không? Nói ra một lần luôn đi. Để rồi khi cái ngày về ở chung một nhà với nhau, mình khỏi phải giận hờn vu vơ. Thì Tú rất là thương em, luôn quan tâm chia sẻ mọi chuyện trong cuộc sống. Chị thấy không có điểm xấu gì quá. Chỉ một cái là ví dụ như là mỗi lần mà ví dụ mình gọi điện thoại, mình chủ động mình gọi điện thoại cho bạn, chẳng may sóng điện thoại mà nó nghe nó chập chờn là bạn ấy bực mình. Bà vô duyên. Giận ta. Không thiệt, cái này phải nói để người ta rút kinh nghiệm. Cái này phải hỏi bạn tại sao có lý do người ta mới bực mình chứ. Thì em cứ bật sẵn vậy thôi á. Em cũng nghĩ là em sẵn hả? Vậy là em vô gì? Nói thẳng vô. Bỏ nha. Bỏ. Này người ta nói nhận xét. Bỏ được không? Ở nhà Trinh gọi cho mẹ Trinh mà mất sống là mẹ Trinh cũng la Trinh à. Mất sống là do cá mập cắn cáp. Cá mập cắn cáp. Nha, mình đừng có giận cái này như thế nó sai. Tự nhiên cảm thấy bực mình thôi à. Khó chịu nhưng mà nhiều khi là do bên đó sống nữa chứ không phải là sống bên đây. Nhiều khi là do sống của em sao em bực mình em. Nhưng mà bực mình em làm gì? Thì em giận anh. Là con gái của Huyền đúng không? Vậy bây giờ em không hài lòng bạn này cái gì? Chắc là thói quen cắn móng tay thôi. Cắn móng tay? Dạ. Lúc căng thẳng? Dạ. Không, cái đó là bệnh nha, phải sửa nha. Cái đó là mình đó. Ừ. Tình yêu của các bạn rõ ràng là sự rất là đẹp và rất là đáng nhận được sự ngưỡng mộ của rất là nhiều khán giả của xem chương trình. Và dĩ nhiên những cái lỗi khi mà chúng ta chưa chung một nhà, những cái thói xấu nó chưa có lộ ra lắm đâu. Cho nên là dù như thế nào thì một cái lời khuyên dành cho các bạn là hãy tập làm quen với nó. Bởi vì thật sự khi chúng ta yêu, chúng ta sẽ làm được mọi thứ và vượt qua mọi thứ. Chúc các bạn hạnh phúc. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã tham gia với chương trình cùng với chúng tôi. Trao đổi với nhau rất là nhiệt tình. Dạ, cảm ơn anh chị. Rồi, chúng ta phải chia tay nha, nhau từ bây giờ. Chúc các bạn hạnh phúc nha. Hôn nhẹ cái lên má rồi trên nè. Ok. Cảm ơn các bạn. Bye bye. Dễ thương quá à. Dễ thương ha. Nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu. Xong bước 1 rồi đó. Dạ mời qua. Bước 2. Yeah. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau lên kế hoạch một sự bất ngờ dành cho Tùng. Chúng tôi sẽ là với trách nhiệm là những người hỗ trợ cho bạn. Vậy thì kế hoạch của bạn cho ngày hôm nay sẽ như thế nào? Tại vì em biết là anh Tùng đang thích cái loa mà tụi em chưa có mua. Thì hôm nay em muốn tặng một cái loa bất ngờ cho anh. Nếu mà chỉ tặng như vậy thôi thì đơn thuần quá đúng không? Chắc là mình phải ghi âm một lời nhắn nhủ gì đó cho anh. Chắc là món quà này bạn cũng đã mua rồi. Dạ vâng. Và kế hoạch của chúng ta là tôi sẽ là shipper. Shipper tình yêu sẽ đi giao hàng. Và hy vọng rằng là Tùng cũng sẽ bất ngờ món quà này. Dạ, mong tụi anh hỗ trợ em ạ. Ok. Diễn đạt rồi, mắt cơ nó bịt mặt rồi. Trời trời, ra bên hả đang nghe hả? Đưa chưa mới mở, mới nhận món quà, mới nhận. Ủa bác Sô nó diễn đạt lắm. Nè hả? Dạ. Coi quá. Mặt của bạn em không có nghi ngờ gì hết luôn. Em lú là coi luôn ba. Chắc không thấy đâu, nhìn cái đi. Trời ơi, bây giờ kêu ký rồi, ký giấy gì nữa kìa. Có gì dữ vậy trời. Chắc cũng biết em tặng. Chắc là biết tặng rồi, tại vì thầy có em với anh biết thích cái đó thôi. Biết thích cái loa. Rồi chuẩn bị mở. Nha. Hello chồng yêu. Hôm nay anh đi làm có mệt lắm không? Anh chắc là đang bất ngờ lắm đúng không? Nói sao nhỉ? Chúng mình yêu nhau cũng hơn 3 năm rồi. Có anh mỗi ngày với em là những lời quan tâm, chia sẻ và kết thúc là những cuộc trò chuyện mà mình không muốn cúp máy. Tình yêu với em nó cũng đơn giản lắm. Nó không phải là cái gì quá cao xa, mà là những lời động viên, lắng nghe và chia sẻ. Yêu anh, em thấy thật là bình yên và em mãn nguyện vì điều đó. Cảm ơn anh vì đã luôn ở bên em và kiên nhẫn chờ đợi em. Em chỉ muốn nói một điều là em yêu anh. Em yêu anh vì anh xứng đáng. Sắp tới đây thì chúng mình về chung một nhà. Em vui lắm, nhưng mà em cũng lo lắng không kém. Em lo những thiếu sót của bản thân mình, đôi khi làm anh mệt mỏi. Em lo là cuộc sống hôn nhân nó khác với những lúc mình mới yêu. Nhưng em có niềm tin. Em tin là chỉ cần chúng ta đứng ở vị trí của nhau mà thấu hiểu thì mọi vấn đề đều được giải quyết. Có đúng không anh? Chúng ta cùng nhau cố gắng nha. Tính ra thì em luôn là người đón nhận những niềm vui bất ngờ từ anh. Nên hôm nay em quyết định ngược lại. Em quyết định chơi lớn xem hôm nay anh có trầm tròn hay không. Cái loa này là của anh và em cũng là của anh. Ơi lãng mạn quá, tôi muốn chết á. Tới đâu rồi chị? Ra đi, nó gật đầu rồi, cái xô nó gật đầu rồi. Ra đi. Anh Tùng. À, cái gì đâu? Gì trả lời dài vậy? Dài quá không thấy. Trời ơi, rồi rất mệt. Nhưng nhìn thấy em giận. Người ta nói là rất mệt. Nhưng rất vui nhìn thấy em. Rất vui nhìn thấy em. Ok, hỏi tiếp. Anh có thương em không? Có chứ, tất nhiên rồi. Khi mình nhận được cái cuộc gọi, lúc đấy chưa nghi ngờ gì cả. Chỉ nghĩ là công ty chuyển thư hay là chuyển chứng từ của ngân hàng thôi. Chứ không nghĩ là nhận được món quà bất ngờ của Tú. Khi mà mình nhìn đến cái món quà, thì món quà đấy là nó có tắp nơ rất là đẹp. Thì lúc đấy mới bắt đầu là hơi nghi ngờ. Rồi nhất là khi mà mở cái món quà ra và cái loa phát lên một cái giọng nói rất là thân thuộc của người yêu thương. Thì lúc đấy rất là vui và rất là bất ngờ. Vì không ngờ là Tú thường không có quen tạo bất ngờ cho mình. Nhưng mà hôm nay thì thực sự là mình rất là vui. Nhất là gặp người mình yêu thương sau khi làm việc nữa thì không còn cảm thấy mệt mỏi sau một ngày làm việc nữa. Rất là muốn được sang gặp Tú ngay lúc đấy luôn. Sau món quà bất ngờ mà Tú dành cho mình thì mình muốn nói là cảm ơn Tú vì những tình cảm, sự yêu thương, chia sẻ mà đã dành cho mình trong suốt năm mà yêu nhau. Và mong muốn là sẽ là được tiến xa hơn nữa trong chuyện tình yêu của mình với Tú. Tú ơi, đã sẵn sàng làm vợ anh chưa? Ngày hôm nay tôi được trở thành một shipper tình yêu mọi người ơi. Shipper tình yêu nha. Anh nghe cái giờ thì rất là đông đúc nhưng mà cả hai đang rất là thể hiện tình cảm của mình. Sao? Nghe giọng của bạn gái mình thấy sao? Có giật mình không? Giật mình, không giật mình, tại cái giọng nó quen thuộc quá rồi. Mà cái giọng rất dễ thương, cái giọng đó là lúc trước là thương yêu quý vị cái giọng này. Có nữa thì cũng đâu có gì ngăn cách. Không, tôi với bạn không có tình cảm với nhau. Đừng có vô trỏng vừa làm vừa ngồi vừa khóc nha. Bởi vì đây là chương trình về tình yêu và chính là người bạn gái của bạn đã là người đăng ký để dành món quà bất ngờ này cho bạn. Bởi vì cô ấy vô cùng cảm động với hành động cầu hôn của bạn trước đây. Bạn cảm thấy như thế nào? Quá tuyệt vời. Cái cười mà miệng toét lên bàn tay á em. Rất nhanh xuất hiện luôn. Và các bạn thân mến, có thể thấy là tình yêu thì chúng ta không có giới hạn mà cũng không có bất kỳ một cái khuôn khổ nào để có thể bày tỏ cái tình yêu đó. Trước khi các bạn tiến tới ngưỡng cửa hôn nhân, hãy làm những điều này. Bởi vì đây sẽ là một kỷ niệm mà mãi mãi suốt cuộc đời hôn nhân mà chúng ta không thể nào quên, đúng không nào?